Mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. Ông Trần Duy Hy là ai? Ông vua đồ nhựa sắp làm cha chồng của Mizu. Trong khi sản phẩm nhựa Duy Tân được biết đến rộng rãi từ dân dụng cho tới công nghiệp, thì chân dung nhà sáng lập vẫn là một ẩn số. Mới đây, tin đồn Mizu sắp về làm dâu ông trùm đồ nhựa một lần nữa khiến công chúng tò mò về doanh nhân này. Chủ tịch Duy Tân Trần Duy Hy sinh năm 1959 tại miền quê Vĩnh Long, sông Nước. Ông rời Vĩnh Long để lên thành phố Hồ Chí Minh học ngành cơ khí, Đại học Bách Khoa. Năm 28 tuổi, ông lập tổ hợp sản xuất nhựa Duy Tân, ghép chữ Duy, tên đệm dùng để gọi ông trong gia đình có nhiều anh em có cùng tên và chữ Tân nghĩa là sự đổi mới. Trong gần 40 năm dẫn dắt công ty, ông chủ này luôn giữ phong thái kín kẽ trong đối ngoại, thậm chí được cho là ít khi phát biểu dài dòng trước nhân viên. Xuất phát điểm của Duy Tân là một tổ hợp sản xuất nhựa được ông Trần Duy Hy và vợ thành lập năm 1987. Ban đầu, công ty làm bao bì nhựa chất tẩy rửa, vệ sinh cá nhân. Năm 1990, nhận thấy thị trường nhựa gia dụng Việt Nam tăng trưởng mạnh, tận dụng công suất máy móc, Duy Tân thử nghiệm sản xuất thêm đồ gia dụng. Những năm 1990, tỷ lệ nhựa gia dụng Việt Nam lên tới 60% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành, theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt và cuộc sống với ưu điểm giá thành rẻ, sản xuất trong nước có chi phí cạnh tranh hơn sản phẩm nhập khẩu do kích thước cồng kềnh, khó vận chuyển. Trước đây, kênh phân phối chính của Duy Tân chỉ dừng lại ở quy mô các tiệm tạp hóa ở chợ. Tới khi công ty giới thiệu sản phẩm tủ nhựa ở những cửa hàng nội thất và siêu thị, nhờ đó người tiêu dùng mới dần biết tới những sản phẩm nhựa Duy Tân nhiều hơn, mua dùng thử và thấy tốt nên đã giới thiệu cho người khác. Nhờ những yếu tố trên, cơ cấu doanh thu nhựa gia dụng của Duy Tân hiện tại tủ nhựa chiếm tỷ trọng cao nhất. Hiện tại, Duy Tân đang dần chuyển hướng tới sản xuất sản phẩm nhựa từ bao bì, sản phẩm nhựa gia dụng tới sản phẩm nhựa công nghiệp với giá bán từ vài ngàn cho đến vài triệu đồng. Trong đó, mảng nhựa gia dụng, mảng làm nên thương hiệu Duy Tân đóng góp 50% doanh thu. Đại bản doanh của Duy Tân nằm trên đường Hồ Học Lãm thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là nhà máy sản xuất chính trong khuôn viên rộng tới 37 ha. Để vươn lên đầu ngành, Duy Tân có nhiều bí quyết cạnh tranh. Thông thường, ngoài sản phẩm chính, quá trình sản xuất còn có các bộ phận dư thừa. Nhưng sản phẩm Duy Tân gần như không có chi tiết dư thừa. Bí quyết nằm ở khuôn mẫu, mắt xích đóng vai trò quyết định sản phẩm. Chưa hết, thành công lớn nhờ vào tài năng quản lý của ông chủ Duy Tân. Nhận xét về vị chủ tịch Duy Tân, giám đốc marketing của công ty chia sẻ, tính cách anh Hy xưa nay là con người thiên về kỹ thuật, rất ít xuất hiện. Anh Hy nói, anh ra ngoài hơi cứng. Anh ấy muốn mọi người biết đến công ty với hình ảnh trẻ trung hơn. Không chỉ đối ngoại, mà trong các buổi tổng kết của công ty, nhà sáng lập xuất hiện thoáng qua, thường chỉ phát biểu ngắn gọn vài phút. Bà Vũ Kim Hạnh từng nhận xét, ông chủ quyết đoán mà lại lặng lẽ nhất của công ty nhựa khi nhắc đến nhà sáng lập Duy Tân. Phong thái lặng lẽ, sự tập trung vào làm việc của ông Hy khiến nhiều người quen biết dành cho ông sự kính nể. Một lãnh đạo Duy Tân nhận xét, có ba từ có thể nói về anh Hy: khiêm nhường, nhân văn và đam mê. Ngoài ra, ông Hy còn hỗ trợ một số nhân viên công ty đi học ở nước ngoài hay có nguyện vọng có thẻ xanh bằng cách giúp họ sang làm việc tại nhà máy tại Mỹ. Năm 2011, nhận thấy thị trường Mỹ tiềm năng, Duy Tân mua một nhà máy để cung ứng bao bì cho các thương hiệu tại đây. Ông Hy lập cả công ty nông nghiệp, trồng rau sạch, nuôi cá, chế biến suất ăn cho gần 5.700 công nhân. Vì sự nhân văn của anh ấy nên công ty Duy Tân chưa bao giờ đuổi ai ngoại trừ vi phạm về mặt đạo đức, vị lãnh đạo cho hay. Nhưng có ý kiến nhận xét quản trị bằng tình nghĩa vô tình tạo nên sức ỷ cho Duy Tân. Trái với tính cách điềm tĩnh, ông Hy được cho là rất máu lửa tìm tòi ý tưởng trong kinh doanh. Một người bạn kể, ông Hy chịu khó đọc và nghiên cứu về ngành nhựa, ra nước ngoài cũng chỉ dự hội chợ. Đi đâu cũng cầm điện thoại chụp, kể cả thùng rác, xong về nghiên cứu cách sản xuất ra nó. Sau nhiều năm Duy Tân dẫn đầu mảng nhựa gia dụng, một số đối thủ len vào các ngách thị trường tạo ra sản phẩm mẫu mã đẹp, độ bền cạnh tranh với công ty. Do vậy, công ty buộc phải cập nhật mẫu mã nhanh hơn. Ngoài ra, công ty không chỉ quảng bá qua kênh truyền thống như chợ, siêu thị mà xuất hiện trên mạng xã hội, YouTube, Facebook, TikTok tiếp cận người dùng trẻ. Với số vốn tài trợ của Ngân hàng Học sinh Bán Công, Duy Tân rót 60 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy tái chế đầu tiên áp dụng quy trình Bottle Store Bottles, công nghệ tái chế chai nhựa cũ thành hạt nhựa nguyên liệu. Sau đó hạt nhựa nguyên liệu sản xuất ra chai nhựa mới. Nhà máy này đặt tại khu công nghiệp Tân Đô Long An, có công suất lên tới 100.000 tấn nhựa tái chế mỗi năm, tương ứng 1/3 công suất hiện tại của Duy Tân. Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao về chàng thiếu gia đẹp trai, tài giỏi Trần Duy Minh Đạt. Được biết là con trai của ông Trần Duy Hy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Duy Tân. Từ tháng 6 năm 2016,
Minh Đạt đảm nhận vị trí giám đốc vận hành chi nhánh của Nhựa Duy Tân ở Mỹ. Tính đến hiện tại, anh đã là COO được gần 8 năm và trong thời gian đó, anh cũng là trợ lý tổng giám đốc của Nhựa Duy Tân. Ngoài công việc kinh doanh, Minh Đạt còn tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Anh là phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân gia đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên góp mặt trong các sự kiện của câu lạc bộ và hội. Tuy nhiên, điều khiến dân tình tò mò nhất là chuyện tình cảm của Minh Đạt. Mới đây, một số thông tin cho rằng Minh Đạt được cho là đang chuẩn bị kết hôn khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí, có dân mạng còn cho rằng cô dâu là Mizu. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận và Minh Đạt cũng giữ im lặng về chuyện tình cảm của mình. Đặng Thị Mỹ Dung, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh, thường được biết đến với nghệ danh Mizu là một nữ diễn viên, giảng viên, người mẫu ảnh kiêm doanh nhân người Việt Nam. Cô từng tham gia phim điện ảnh Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Cô là cựu sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại còn là giảng viên cho bộ môn thiết kế thời trang tại Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Mizu sinh ra trong một gia đình có hai chị em, ba làm công an, mẹ làm nội trợ. Em trai của Mizu tên là Đặng Trung Hiếu, sinh năm 1995. Mizu theo học trường trung học cơ sở Lê Văn Tám và từng là thành viên đội tuyển văn của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn cấp thành phố. Sau đó, cô học trường trung học phổ thông Gia Định. Suốt 12 năm, Mizu luôn đạt học sinh giỏi. Năm 2008, cô đã xuất sắc đỗ Á khoa của Trường Đại học Kiến trúc, chuyên ngành thiết kế thời trang. Hai năm sau khi đoạt giải quán quân cuộc thi Miss Teen, khi đó Mizu 19 tuổi, cô đã dấn thân vào kinh doanh cửa hàng thời trang. Sau đó vì đam mê công việc nên cô đã không còn thời gian học tập, cuối cùng cô đã nộp đơn xin bảo lưu một năm vào hè năm 2. Mizu bắt đầu đóng phim từ năm 2009, bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của cô là Những Thiên Thần Áo Trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Trong phim cô vào vai Ngọc, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, thông minh lanh lợi, là một trong bốn nhân vật nữ sinh, ba người còn lại là Miu Lê, Nhã Phương và Mai Phương. Trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào sáng ngày 24 tháng 7 năm 2013, Mizu đã giới thiệu bộ sưu tập thời trang The Mysterious Tibet, lấy cảm hứng từ Phật giáo và vùng Tây Tạng, Trung Quốc. Bộ sưu tập của cô được các thầy cô trong hội đồng giám khảo đánh giá cao. Mizu đã mời người mẫu Kha Mỹ Vân là Á quân cuộc thi Việt Nam S-Next Top Model 2012 thể hiện bộ sưu tập của mình, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phóng khoáng của những cô gái Tây Tạng. Bộ sưu tập của cô được trình diễn bởi những người mẫu của Việt Nam S-Next Top Model như Kha Mỹ Vân, Huyền Trang, Thùy Trang, Trang Phạm. Ngày 30 tháng 10 năm 2013, Mizu đã chính thức nhận tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc tham gia hoạt động nghệ thuật, cô còn điều hành cửa hàng thời trang Mizu Boutique ở đường Võ Văn Tần tại quận 3. Cuối năm 2017, cô khai trương khu tổ hợp ăn chơi Zone 87 nằm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, số vốn đầu tư là 15 tỷ đồng. Từ tháng 5 năm 2017, cô nhận lời mời tham gia công tác trợ giảng tại Đại học Hutech với vai trò hướng dẫn môn đồ án xử lý chất liệu thời trang cho sinh viên ngành thiết kế thời trang. Sau đó được giữ lại làm giảng viên mỹ thuật công nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa năm 2019, cô tham gia làm cố vấn chương trình Shark Tank Việt Nam phiên bản nhí Kitty Shark. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2020, cô chính thức trở thành CEO thương hiệu mỹ phẩm EU Cosmetics do cô tự gây dựng. Được biết số vốn đầu tư là 10 tỷ đồng và cô đã ấp ủ dự án này trong vòng 3 năm. Tọa lạc tại 252 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1. Mizu từng yêu Phan Thành, một thiếu gia ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó hai người đã chia tay vào năm 2016. Vài năm trở lại đây, cô bị vướng vào tin đồn tình cảm với nam diễn viên Harry Lu sau khi đóng chung phim 4 năm hai chàng một tình yêu, công chiếu vào cuối năm 2016. Hai người còn đóng chung phim ngắn Tôi là lụa vào năm 2018. Mizu phát hành single đầu tay Anh nghĩ anh là ai vào ngày 30 tháng 12 năm 2019. Ngày 23 tháng 6 năm 2024, lễ gia tiên của diễn viên Mizu và thiếu gia Minh Đạt Mizu được tổ chức tại Tư Gia. Hôn lễ của Mizu và chú rể Minh Đạt diễn ra tại trung tâm tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 6 năm 2024 quy tụ nhiều khách mời VIP. Vâng thưa các bạn tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.